Chương 278 Quý Nhậm. Quả đúng như lời bác sĩ nói, cơ thể Trúc Di tiết ra chất dịch nhầy màu đen hơi kinh dị. Miệng của cô đã bắt đầu sùi bọt mép, toàn thân co giật một hồi khiến Nhất Uy tá hỏa chạy lại. Cậu cố dùng phượng khí chữa lành cho cô nhưng vô ích. Trúc Di chỉ tiếp tục rơi vào hôn mê mà không thấy tỉnh. Minh Nghĩa xem xét một hồi mới kết luận một câu: cơ thể em ấy quả nhiên đang phản ứng với vết cắn kia. Thường thì người ta bị biến đổi ngay, còn em ấy lại rơi vào trường hợp ngoại lệ. Minh Nghĩa kéo Nhất Uy lại gần một chút, gã giải thích sơ qua: em nhìn nè, chất dịch màu đen chính là kháng sinh của em ấy tự tiết ra nhằm triệt tiêu mầm bệnh của ma cà rồng. Minh Nghĩa thở một hơi dài rồi tiếp tục nói: may mà người cắn em không phải ma cà rồng gốc, nếu phải thì em ấy hẳn đã chết luôn rồi. Nhất Uy lo đến điên người. Có cách cứu chị ấy tỉnh lại hay không? Minh Nghĩa đặt tay lên mi tâm của Trúc Chi, nhắm mắt lại và cảm nhận. Rất lâu mới mở mắt và nói với Nhất Uy: rất kỳ lạ, ta thấy bên trong cơ thể của Trúc Chi dường như bị mất đi thứ gì đó quan trọng. Nó trống rỗng, không sức sống, không có linh khí. Điều tệ hại mà ma cà rồng gây ra chỉ là cướp lấy máu của người ta, chứ không phải thứ khác. Chuyện này thật kỳ lạ hết sức. Nhất Uy lo lắng: vậy chị ấy sẽ không tỉnh lại sao? Anh sẽ đi tìm Huyết Yêu xem sao. Chỉ anh ấy mới biết tình hình cụ thể của Trúc Chi mà thôi. Chăm sóc cho em ấy thật tốt cho đến khi anh quay lại. Minh Nghĩa không kịp rời đi đã bị tiếng chuông điện thoại của Nhất Uy ngăn lại. Nhất Uy nhận cuộc gọi của Tiểu Bạch. Cậu yên tâm phần nào vì ít ra Tiểu Bạch không bị thương. Nghe giọng của nó, cậu cảm tưởng như nó vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Cậu nói vắn tắt tình hình của Trúc Chi. Nó cúp máy ngay khi chỉ vừa nghe cô gặp nguy hiểm. Năm giây sau, Tiểu Bạch cùng Gia Khánh cùng xuất hiện trong phòng bệnh của Trúc Chi. Tiểu Bạch lập tức chạy qua, đứng cạnh Nhất Uy. Nó ngó Trúc Chi rất lâu, mặt mày cầu có, trông vô cùng lo lắng. Nó cầm tay Trúc Chi lên thì thầm: lạnh quá. Nhất Uy nghe vậy cũng chạm tay vào bàn tay Trúc Chi. Đúng như lời Tiểu Bạch nói thật, tay của cô lạnh lẽo như người đã chết. Cậu kinh hoàng ngó hết mặt Minh Nghĩa đến mặt Gia Khánh với hy vọng hai người kia biết nguyên nhân là gì. Lúc này Gia Khánh đang bận kinh ngạc nhìn Minh Nghĩa. Y hỏi gã ngay: để làm gì ở đây? Dĩ nhiên cùng mục đích với anh rồi, Gia Khánh. Em cũng là một thằng biết báo ân chứ bộ. Coi bộ mấy đứa nhỏ cần chúng ta quan tâm một chút trong khi Huyết Yêu đang bị giam. Gia Khánh nhăn mặt. Từ trước đến giờ, Minh Nghĩa không bao giờ xưng anh em với y. Họ đã quen với cách xưng hô của thời cổ xưa. Y đồ rằng khi nhập xác thành lầm, gã đâm ra lẫm cách xưng hô của con người. Y lên tiếng: ta vừa gặp Huyết Yêu trở về, mà đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Minh Nghĩa giải thích sơ qua: ma cà rồng không phải ma cà rồng ngàn năm tuổi đâu. Em nghi ngờ có người lén thả tên nguy hiểm này ra với mục đích gây khó dễ cho Huyết Yêu. Và tên ma cà rồng ấy đã biến đổi một người rồi. Người này đã cắn Trúc Chi. Tại sao đệ lại nghĩ như vậy? Còn không phải vì Huyết Yêu được bổ nhiệm cái chức vụ canh giữ sinh vật bóng đêm ư? Nhất Uy không trông mong điều gì hơn ngoài việc hai người họ nên quan tâm đến tình huống nguy hiểm cận kề này. Cậu kéo tay Gia Khánh, nói nhỏ: xin lỗi, nhưng hai người cảm phiền một chút được không? Chị Chi đang nguy kịch lắm nè, bàn tay của chị ấy đã lạnh đi. Minh Nghĩa nhớ ra việc quan trọng mình cần làm, gã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Gã nói: em tính đi gặp Huyết Yêu hỏi anh ấy mấy chuyện đây, anh có muốn đi cùng hay không? Gia Khánh ngăn lại: ta vừa gặp đệ ấy xong, thiên tử không cho ai gặp Huyết Yêu sau ta đâu. Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng: chú Huyết Yêu đã nhờ Tiểu Bạch vài chuyện, con cần làm ngay trước khi quá muộn,
và con cần sức mạnh của Phượng Hoàng. Anh Nhất Uy à, chúng ta cần trở lại nhà chị Trúc Chi nhanh nhất có thể. Nhất Uy vội vàng biến ra một Trúc Chi giả nằm trên giường cấp cứu. Cậu ra hiệu cho cả ba người đi trước, cậu sẽ về sau ngay khi giải thích một chút cho Thanh Lâm, tránh việc Thiên Thanh nghi ngờ có điểm kỳ lạ. Tiểu Bạch ôm lấy Trúc Chi, nó cùng Gia Khánh và Minh Nghĩa biến mất trong cái chớp mắt. Đương nhiên, sau khi Minh Nghĩa giải trừ pháp thuật trên người những người còn lại, Nhất Uy chạy ra ngoài nói với Thanh Lâm: Tiểu Bạch đã trở lại, ta sẽ qua nhà chị Chi trước, mày ở đây giả vờ cho giống một chút. Thanh Lâm gật đầu nhìn Nhất Uy chạy đi. Thiên Thanh thấy vậy thì hỏi ngay: Nhất Uy bị làm sao mà chạy đi chạy lại hoài vậy? Nó không nói với em là nó đi đâu ư? Thanh Lâm nói dối trắng trợn: Có, nó mới nói với em xong, chả là Trúc Chi không còn người giám hộ nên nó chạy về nhờ chú Đằng tới làm người giám hộ cho chị ấy mà. Em có thằng bạn tốt đấy. Thiên Thanh cảm động trước tấm lòng của Nhất Uy, anh không còn cố truy hỏi Thanh Lâm nữa. Tiểu Bạch đặt Trúc Chi xuống giường chờ đợi Nhất Uy trở về, nhưng nó phải tìm cách đuổi khéo hai tên thần tiên này đi cái đã. Hai kẻ mà nó không thèm đặt bất cứ niềm tin nào, ai biết được họ có luôn bí mật này cho người khác biết hay không. Nó quay sang nói với Minh Nghĩa và Dạ Khánh: Xin lỗi, nhưng hai người cảm phiền rời đi một chút hay không? Chú Huyết yêu giao lại cho con vài việc và chú ấy không muốn người khác xen vào. Dĩ nhiên con vẫn một lòng ghi nhớ ơn giúp đỡ của hai người, chỉ là hai người biết tính cách chú ấy rồi đấy. Gia Khánh và Minh Nghĩa kéo nhau ra ngoài, dù cái mặt Minh Nghĩa không cam lòng cho lắm. Bộ Huyết Yêu cho rằng gã và Gia Khánh không bằng con bé Tiểu Bạch kia hay sao mà không cần họ giúp sức, lại còn muốn giữ bí mật với cả họ nữa. Gia Khánh không phiền não như Minh Nghĩa, y biết Trúc Chi sắp được cứu nên yên tâm phần nào. Y quyết định cùng Minh Nghĩa đi điều tra vụ ma cà rồng trốn thoát. Đã có kẻ giải thoát cho ma cà rồng, liệu kẻ đó có thật sự nhắm tới Huyết Yêu hay không vẫn còn là một ẩn số. Càng huống hồ hắn vẫn còn đâu đó ngoài kia gây hại cho con người. Tiểu Bạch lôi ngay hộp màu vàng mà Huyết Yêu đưa lại cho mình. Nó mở chiếc hộp, đóa hắc phù dung bay đến phía đầu giường. Tiểu Bạch nhìn thấy rõ ràng đóa hắc phù dung đang hút lấy tất cả chất dịch từ cơ thể Trúc Chi và truyền luồng khí lạ màu đỏ vào mi tâm của cô. Lúc này Nhất Uy vừa xuất hiện trong phòng. Tiểu Bạch ra hiệu cho Nhất Uy đến bên cạnh mình, cùng nhau quan sát hắc phù dung trên cao. Nhất Uy vẫn chưa rõ tình hình lúc này là gì, cậu cũng không biết nên hỏi Tiểu Bạch hay không, vì dường như cậu phát hiện nó đang biết nhiều hơn cậu. Tiểu Bạch đắn đo một hồi mới từ từ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với nó tại nhà Huyết Yêu. Nó không bỏ qua một đoạn tình huống nào trên thiên cung lúc đó. Nó đã nói luôn việc Huyết Yêu bị giam giữ vì bị tình nghi có mưu đồ tạo phản khi tự ý lập ra một quân đội riêng. Nhất Uy giật mình, vừa lo sợ vừa cảm thấy bất bình thay Huyết Yêu. Thiên binh thiên tướng truy đuổi Huyết Yêu, Tiểu Bạch cũng bị bắt đi. Thiện Tử lại còn nghi ngờ hắn có ý đồ tạo phản. Huyết Yêu mà thèm đi tạo phản ngờ. Với tính cách Huyết Yêu mà nói, hắn thà chết còn hơn chơi mấy trò không đẹp mắt ấy. Cuối cùng, vị Thiên Tử đó có hiểu chút nào về hắn hay không? Trong khi cả hai đang kể chuyện cho nhau nghe, Hắc Phù Dung đã làm xong chuyện của mình. Trúc Chi không còn chảy ra chất dịch màu đen nữa, khuôn mặt trở nên hồng hào, thân nhiệt đã trở lại bình thường. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, trong lúc bất tỉnh nhân sự, trong lúc đóa hắc phù dung điều trị thương tích cho cô, ý thức của cô đã quay lại. Đúng lúc cô nghe được Tiểu Bạch nói mọi chuyện cho Nhất Uy nghe, cô chợt nhận ra việc Huyết Yêu không trở lại tìm mình đều có nguyên nhân. Hắn lo lắng họ bị liên lụy, cái tên tóc đỏ đó không hề bỏ rơi họ. Cô mỉm cười vui mừng. Trúc Chi lên tiếng: Ma cà rồng tấn công chị nhận ra việc không có pháp thuật khó khăn nhường nào. Nhìn nè, chị không thể chống lại gã đó. Nhất Uy và Tiểu Bạch vui mừng xúm lại xung quanh cô. Thiếu điều
Tiểu Bạch chưa nằm đè lên người cô ăn mừng mà thôi. Nhật Uy kiểm tra một hồi, cậu nhận thấy Trúc Chi đã khỏe mới yên tâm. Tiểu Bạch không bị cuốn vào sự vui mừng quá lâu. Nó lấy ra một thứ khác bên trong chiếc hộp. Đó là một viên ngọc có đến hai màu lông vào nhau, đen và đỏ. Nó đưa cho Trúc Chi rồi giải thích cho hai người hiểu. Viên đan dược chứa cả hai luồng sức mạnh của chị Chi. Chú Huyết Yêu đã luyện đan dược này bằng sức mạnh từ hai viên ngọc. Một viên mượn từ Thủy Vương, viên còn lại là viên hắc ngọc đính trên thanh kiếm. Chỉ cần đưa nó trở lại cơ thể, chị ấy có thể tự chữa lành. Tuy nhiên, chúng ta cần đi đến một nơi nữa. Tiểu Bạch cùng Nhất Uy đỡ Trúc Chi cùng đi. Quý Nhậm đứng dưới cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Bên dưới có một hang động. Đây là nơi lần trước Huyết Yêu đã đưa Trúc Chi đến lấy phong lan mà. Cũng là nơi giam giữ những sinh vật bóng đêm cực kỳ nguy hiểm, trong đó có cả thuần luồng tinh. Gã bước vào bên trong, đi thẳng đến cuối hang động mới ngừng lại. Quỷ Nhậm lấy ra một vò rượu, gã đổ theo hướng từ trái sang phải. Trong ánh mắt có vài nét u sầu dễ nhìn ra được. Gã ngồi xuống trên một phiến đá to gần bờ hồ. Gần đó có một ngôi mộ nhỏ ghi vỏn vẹn hai chữ: Yêu Hồ. Gã nhìn vào tấm bia mộ đơn sơ, lòng tức giận, tay bóp nát bình rượu ban nãy. Quý Nhậm nói: "Ta đã sắp trả được thù cho lão rồi, Yêu Hồ xấu xí." Quý Nhậm là bạn tri kỷ của Yêu Hồ. Cách đây mấy tháng, gã trở lại thăm Yêu Hồ sau bao năm xa cách. Nhưng cái gã thấy lại là xác chết của Yêu Hồ. Gã rất hoang mang, gã không biết kẻ nào lại giết chết Yêu Hồ đáng yêu này của gã. Đầu tiên, gã đem xác Yêu Hồ chôn cất đàng hoàng. Sau đó, gã mới đi điều tra kẻ đã giết tên yêu tinh, tên ma cà rồng ngồi gần hồ nhất. Y nhất định đã trông thấy kẻ giết người. Quý Nhậm nhất định thăm dò một chút. Không biết thì thôi, biết rồi chỉ khiến gã muốn nổi điên. Thì ra Yêu Hồ đã thả thuần luồng tinh linh đàm ra bên ngoài. Huyết Yêu cùng một cô bé con người đến đây tính sổ lên đầu Yêu Hồ. Ban đầu lão có vẻ thắng thế, sau đó không hiểu bằng cách nào Huyết Yêu đã giết chết lão già ấy. Tên ma cà rồng lúc ấy nói: "Huyết Yêu khá lắm đấy, hành động của hắn nhanh đến mức ta cũng không nhìn ra được. Sau cùng ta thấy lão Yêu Hồ chết bên đó, ta rất lấy làm tiếc khi lão chết. Lão ấy tử tế lắm, lão hay kiếm một vài người cho ta hút máu chơi." Chương 279: Nguy hiểm cận kề. Quý Nhậm quắt mắt nhìn ma cà rồng, gã không ưa thích gì y. Dám nhờ vả Yêu Hồ bị mù bắt con người cho y sơi, thật không phải là hành động trượng nghĩa. Quý Nhậm lại lôi ra thêm một bình rượu khác. Lần này gã lấy thêm hai cái ly to, đổ đầy ly. Gã cầm một ly lên rồi uống cạn. Gã nhìn vào mặt hồ yên ả trước mặt, lòng căm hờn càng lúc càng dâng cao. Gã gầm lên hoang dại: "Có chuyện mà lão không biết, linh đàm mà lão giúp đỡ đã theo phe Huyết Yêu. Sao lão lại vì một tên đáng chết như thế mà bỏ mạng? Ta thề sẽ khiến linh đàm lẫn Huyết Yêu phải trả giá." Quý Nhậm ném ly rượu còn lại xuống hồ. Mặt nước gợn những cơn sóng lì tì. Gã đứng nhìn một chút rồi quay bước đi. Khuôn mặt tỏa ra một làn sương lạnh ngắt. Gã đi ngang qua những phòng giam u tối. Gã đưa tay mở chốt khóa, giải trừ phong ấn trên mỗi buồng giam. Gã thả toàn bộ sinh vật ghê gớm nhất ra bên ngoài. Chúng thích thú cúi đầu cảm ơn Quý Nhậm. Gã phất tay ra hiệu cho chúng rời đi, còn nói theo: "Các người muốn làm gì thì làm, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nếu có ai hỏi tới, cứ nói Huyết Yêu đã thả các người ra, chăm sóc người của hắn nhiều một chút." Quý Nhậm đưa vài tờ ghi danh tính của nhóm người bao gồm Nhất Uy, Trúc Chi, Thanh Lâm, Hiểu Mình, Tú
Tuấn Tú và cả Thiên Thành. Gã đã điều tra đủ lâu, theo dõi đủ lâu mới gom tất cả thành viên trong đội quân nho nhỏ của Huyết Diêu. Gã dặn dò thêm: mặc dù ta nói các người muốn làm gì thì làm, nhưng hãy biết tiết chế, đừng hành động khinh suất, đừng để đám thần tiên khác ngửi được việc các người đang làm. Tìm đúng chỗ, giết đúng người, sau đó hẳn mở tiệc máu mà các người thích. Quý Nhậm lạnh lùng rời đi. Gã không cần biết hậu quả sẽ ra sao, không cần biết một khi đám quái vật kia được thả ra, hạ giới sẽ rơi vào cảnh khốn đốn thế nào. Gã chỉ biết mưu đồ to lớn của mình, bao gồm cả việc giết chết Huyết Yêu, đang từ từ thành công. Quý Nhậm lấy danh nghĩa người chịu trách nhiệm điều tra vụ án của Huyết Yêu mà ra vào phòng giam của hắn một cách tự nhiên. Gã lần đầu vào đến đây gặp mặt Huyết Yêu, trao cho hắn cái nhìn thâm tình rất giả tạo. Gã ngồi vào ghế đối diện phòng giam của Huyết Yêu, vị trí người điều tra. Gã bắt đầu vỗ tay rất lớn, môi mỉm cười thật tươi. Dĩ nhiên, gã đang vui mừng vì Huyết Yêu đã có ngày hôm nay. Huyết Yêu, Huyết Yêu, Huyết Yêu. Quý Nhậm thân mật gọi tên Huyết Yêu. Huyết Yêu mở mắt thật to nhìn người đang ngồi trước mặt. Cả hai bị ngăn bởi lớp bùa chú rất mạnh bởi thiên tử. Hắn cũng nhận ra Quý Nhậm đang cố tình trêu đùa mình. Nụ cười trên môi gã quá đắc ý, quá hài lòng với tình huống hiện tại. Hắn cẩn thận nói: chắc là huynh vẫn còn giận hờn ta vụ xưa lắc xưa lơ đó hả? Quý Nhậm nhún vai, lắc đầu đáp sảng khoái: ta nào có giận hờn ngươi. Rồi gã bày ra vẻ mặt như ma quỷ. Gã gằn giọng nói tiếp: ta căm thù ngươi. Huyết Yêu bật cười nhẹ nhàng: vậy huynh chờ thời cơ này muốn trả thù ta ư? Ta đâu nghĩ huynh thù dai chỉ vì chuyện cỏn con như thế. Đúng vậy, ta thù dai đấy, tính luôn chuyện người đã giết lão yêu hồ bản của ta nữa. Ta nghĩ ta phải khiến người biết cảm giác mất đi một vài người bạn, ta mới hả dạ. Huyết Yêu biết Quý Nhậm là người dám nói dám làm. Gã đã nói sẽ đụng vào nhóm người của hắn, nghĩa là gã sẽ không để một người nào sống sót. Hắn giấu lo lắng vào trong lòng. Hắn bắt đầu công kích gã ta bằng cách khác: huynh định làm thế nào hả? Huynh không sợ ta sẽ nói cho thiên đế nghe chuyện huynh công tư không phân minh sao? Quý Nhậm khinh khỉnh nói: thiên tử không thích người mấy đâu Huyết Yêu, có khi người còn muốn người chết sớm hơn kìa. Nói rồi Quý Nhậm quay người rời đi. Cái chết của yêu hồ chỉ là giọt nước tràn ly. Quý Nhậm với Huyết Yêu trước đây đã có hiềm khích rồi. Gã đã chán ghét bản mặt của Huyết Yêu từ rất lâu. Gã đã ấp ủ âm mưu chỉ chờ Huyết Yêu nhảy vào, và gã đã và đang bắt đầu kế hoạch của mình. Huyết Yêu cứ chờ mọi thứ đổ ập lên đầu của hắn đi. Tiểu Bạch dẫn đường cho Trúc Chi và Nhất Uy, khiến hai người không quen lắm. Bình thường họ vẫn luôn là người dẫn đầu, Tiểu Bạch luôn léo đẻo đi sau lưng họ. Hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ đi theo nó. Tiểu Bạch chốc chốc lại nói: gần đến nơi rồi. Nhưng hai người biết còn lâu họ mới đến nơi. Họ mon men ven bờ sông trong bóng đêm. Nhất Uy nhận ra đêm nay trôi qua thật dài. Tiểu Bạch biến ra một chiếc thuyền con, nó bước lên trước rồi ra hiệu cho hai người kia đi xuống thuyền. Con thuyền trôi ra tận giữa sông mới dừng lại. Lúc này Tiểu Bạch mới chỉ tay xuống dưới sông và yêu cầu hai người nhảy xuống cùng nó. Nhất Uy thấy rất mơ hồ, bất giác hỏi Tiểu Bạch: em chắc là biết Huyết Yêu muốn làm gì chứ? Nhảy xuống sông là đáp án hả? Tiểu Bạch nhớ ra cái gì đó, nó thiểu não lắm. Nó đưa cho hai người hai viên đan dược nhỏ xíu màu xanh lam, rồi nói:
có tác dụng thở được dưới nước. Trúc Chi hỏi nhỏ, em không định nói chúng ta sẽ đi đâu à? Tiểu Bạch ụt tẹt, chúng ta đi gặp Thủy Vương. Chú Huyết Yêu nói ông ấy biết cách giúp chị dung hòa hai viên đan dược này. Hắc Phù Dung chỉ tạm thời rút độc ma cà rồng thôi, cũng tạm thời cứu sống chị một mạng thôi. Chị phải nhanh chóng nuốt lấy thần lực của chị mới an toàn. Trúc Chi và Nhất Uy nghe rất kỹ càng. Họ nuốt viên đan dược nhỏ xíu kia vào bụng, cẩn thận theo bước Tiểu Bạch nhảy xuống sông sâu. Cả ba người lặn xuống đáy sông. Tiểu Bạch thả ra một cánh cửa và đi vào bên trong. Nhất Uy và Trúc Chi lén nhìn vào. Rõ ràng là họ không quen với việc Tiểu Bạch trở thành chủ sĩ trong mọi việc, còn họ không biết gì cả. Và thực sự mà nói, họ đang nghi ngờ, không biết người này có âm mưu gì. Liệu nó có phải Tiểu Bạch mà họ biết hay không? Nếu không phải nó cùng Gia Khánh trở về từ thiên giới và nó dùng đóa Hắc Phù Dung cứu Trúc Chi một mạng, hai người đã chẳng thèm tin tưởng nó rồi. Ba người bước qua cánh cửa, một khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mặt họ. Những nhánh san hô vươn cao đầy màu sắc. Cánh cổng ghi dòng chữ Thủy Cung to tướng với bảy sắc cầu vồng phủ bên trên. Con đường được bao phủ bởi những cánh hoa màu đỏ kỳ lạ. Đây là thủy cung trong truyền thuyết đấy mà. Dù có nhiều chỗ trở nên hiện đại hơn rất nhiều. Ba người coi đây là chuyến phiêu lưu xuống thủy cung chơi đùa vậy. Tiểu Bạch đưa ra lệnh bài màu xanh dương ra cho hai tên canh cửa nhìn rõ. Vì vậy, tên canh cửa cho họ đi vào trong cung điện. Nó nhờ người đó đưa tín vật của Huyết Yêu cho Thủy Vương, hy vọng ngài ấy biết được người đến đây gặp là ai. Họ không biết họ phải đợi bao lâu, bởi vì đã trôi qua nửa ngày mà Thủy Vương vẫn chưa xuất hiện. Tiểu Bạch tự dưng sốt ruột. Mọi thứ diễn ra không giống như mong đợi của Huyết Yêu. Vết thương trên người Trúc Chi chỉ tạm thời được chữa lành. Nếu không gặp Thủy Vương sớm một chút, nó e rằng Trúc Chi sẽ gặp nạn. Tiểu Bạch vừa nghĩ xong, Trúc Chi liền ngã xuống, ngất lịm đi. Nhật Uy vội vàng quỳ xuống xem tình hình. Cậu lo lắng. Hắc Phù Dung hết tác dụng nhanh như vậy sao? Chúng ta còn phải đợi đến bao giờ? Tiểu Bạch cắn môi không biết. Nó không thể lựa lời an ủi Nhất Uy, bởi vì chính nó cũng đang hoang mang không hiểu. Nó đã tưởng Thủy Vương sẽ ra gặp họ ngay khi trông thấy tín vật chứ. Sinh vật bóng đêm đầy nguy hiểm mà Quý Nhậm thả ra đã tràn xuống hạ giới. Chúng đã chia ra nhiều hướng tấn công con người. Năm kẻ xem như mạnh nhất chia thành năm hướng tím và tấn công nhóm người Trúc Chi. Chúng ngửi mùi và truy tìm danh tính rất tốt. Thiên Thanh và Thành Lâm đang ở trong bệnh viện. Hai người không biết rằng có hai quái vật có cánh đang từ từ tiến vào bệnh viện. Chúng vô hình dưới con mắt của người phàm, nhưng không có nghĩa chúng không tồn tại. Chúng đi đến đâu, va chạm xảy ra đến đó. Không ai biết thứ gì đang tấn công họ. Chỉ thấy mọi người bắt đầu bị thương khắp cơ thể. Bệnh viện trở nên hỗn loạn. Mọi người bắt đầu hô hoán và cố chạy thoát thân. Dù không biết thứ gì tấn công mình, Thiên Thanh và Thanh Lâm chạy đi xem tình hình ra sao. Hai quái vật đã tìm thấy người chúng muốn tìm. Chúng chắn trước mặt hai người họ. Thanh Lâm kéo Thiên Thanh lùi ra sau mấy bước. Thiên Thanh không hiểu sao lại nhìn rõ mồn một thứ xấu xí đang chắn đường họ. Anh run run đưa tay chỉ về phía chúng, cứng họng không thể thốt nên một lời nào. Thiên Thanh không tin nổi. Một con quái vật, đôi cánh giống chim, đầu nhọn hoắt giống rắn, thân hình như ngựa mà lem luốc đầy bùn sình. Chúng mỉm cười hơi kinh, như là chúng vừa nhìn thấy thứ chúng cần. Lẽ nào chúng xem hai anh em nhà họ Diệp là món đồ chúng đang tìm ư? Thiên Thanh rút cuộc cũng cử động môi của mình. Anh nói, em có thấy cách mà chúng đang nhìn tụi mình không? Ý anh là cách mà chúng không hiện thân trước mặt những người kia và cười khi thấy anh em mình ấy. Thanh Lâm chắc chắn đây là một quái vật bóng đêm. Chỉ tiếc nó không biết chúng là gì và cách tiêu diệt chúng.
Nó cầm lấy tay Thiên Thanh mà chạy thục mạng về phía thang máy. Hiển nhiên, nó đồng ý với Thiên Thanh rằng họ đang là mục tiêu của chúng. Hai quái vật rượt theo sát nút. Thiên Thanh là thám tử nên không có súng. Thanh Lâm thì từ lâu đã không còn giữ bên mình cây súng thần thánh mà Huyết Yêu cho lúc trước. Nó nghĩ ngoài việc chạy thục mạng ra, nó và anh nó dám thành đồ ăn cho lũ quái vật lắm. Lúc này, giá như có Nhất Uy ở đây thì tốt quá. Thành Lâm gào lên cho anh mình nghe được. Chạy về trường đi anh. Nếu hai anh em mình là mục tiêu của chúng, tụi mình cần xa ra, đảm bảo mọi người được an toàn. Thiên Thành và Thanh Lâm chạy vào thang máy trong gang tấc. Suýt chút nữa, cả hai đã bị chúng đớp một phát mất đầu. Hai người nhanh chân leo lên chiếc xe máy của Thiên Thành, chạy thẳng đến trường. Thành Lâm muốn đến trường, dĩ nhiên vì có bác bảo vệ ở đó. Ngoài Huyết Yêu ra, nó chỉ còn trông chờ sự giúp đỡ của Ngư Lâm mà thôi. Nhất Uy đang say giấc ngủ. Anh vừa rời bệnh viện về nhà đánh một giấc. Dạo này anh rất bận rộn. Bận rộn với việc học, đi thực tập và chăm chỉ điều chế thảo dược, môn mà Huyết Yêu dạy cho riêng anh. Anh không có đủ thời gian hỏi han nhóm Trúc Chi, không hề biết đứa em gái của mình đang gặp nguy hiểm. Anh cũng chẳng thể ngờ được bản thân cũng đang cận kề với hiểm nguy. Còn quái vật thuộc giống như bò sát, một con kỳ đà khổng lồ đã bò vào tận bên trong phòng ngủ của mình. Nó vươn cái đầu xấu xí ngắm nhìn con mồi đang say ngủ. Cái lưỡi thè ra tạo một âm thanh như tiếng rít của loài rắn. Nó từ từ há miệng, dùng hết sức mạnh vào một cú đáp mạnh vào đầu Tuấn Tú. Chương 280. Nhiệt huyết. Vô Ảnh kịp thời xuất hiện, chém bay đầu con quái vật. Máu của nó bắn ra tung tóe, bắn vào mặt Tuấn Tú, khiến anh tỉnh dậy. Anh hoang mang nhận ra có người lạ trong nhà. Anh lập tức chạy xuống giường bật đèn lên. Vô Ảnh thở phì phò, ném thanh kiếm lưỡi hái sang một bên. Khuôn mặt anh vẫn còn bàng hoàng sợ sệt. Anh đứng đó ngó đăm đăm con quái vật chết dưới sàn nhà, rồi lại ngước lên nhìn Tuấn Tú. Vô Ảnh đi tìm Nhất Uy, Trúc Chi cả ngày nay nhưng chẳng thấy đâu. Hôm qua tụi nhỏ đi xem phim, hôm nay lại chẳng thấy tụ tập gì. Anh còn tưởng họ đến nhà Tuấn Tú chơi nữa cơ. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, dám họ đã đến đây lắm. Mà anh có linh cảm xấu từ trước nên dịch chuyển thẳng vào nhà. Không ngờ anh nghe tiếng động lạ, tiếng rít dài của sinh vật bóng đêm từ trong phòng Tuấn Tú. Và may mà anh kịp, nếu không Tuấn Tú đã trở thành ma không đầu. Tuấn Tú trợn trừng hai mắt nhìn xác chết con kỳ đà khổng lồ trong phòng mình. Anh ôm ngực, nhảy hai bước đến gần và chụp lấy cánh tay của Vô Ảnh. Anh lắp bắp kinh hãi. Con thú đó định tấn công em sao? Vô Ảnh rét run. Anh không dám tưởng tượng nếu anh đến chậm một giây thì chuyện gì xảy ra nữa. Tuấn Tú rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dù sao đứng bên cạnh mình là Vô Ảnh, anh ấy cũng là thần rất mạnh. Anh hỏi ngay. Nhưng mà anh làm gì ở nhà em đêm hôm như vậy? Vô Ảnh kéo Tuấn Tú ra ngoài. Việc trông thấy xác chết của kỳ đà khổng lồ khiến anh kinh tởm. Mùi máu nồng nặc khiến sống mũi anh cay cay. Vừa ra khỏi phòng, Vô Ảnh trả lời ngay. Anh đến đây tìm Trúc Chi và Nhất Uy thông báo vài tin xấu, nhưng anh tìm hoài không thấy tụi nó. Anh qua nhà thằng Lâm chưa? Anh không thấy nó ở đâu hết. Vô Ảnh bắt đầu kể sơ sơ vài chuyện đã xảy ra. Anh nhấn mạnh chuyện Huyết Yêu đã bị giam trong thiên cung. Anh ấy lo lắng nhóm người Trúc Chi gặp chuyện không hay nên đi tìm khắp nơi. Con kỳ đà đã bị nhốt gần trăm năm qua, không lý nào nó lại xuất hiện trong phòng Tuấn Tú một cách tình cờ được. Vô Ảnh mấy năm qua lưu lạc trong âm giới, anh biết được không ít chuyện. Chúng đã bị nhốt bằng bùa chú cực mạnh, phải có kẻ cố ý thả chúng ra, nếu không anh không tin chúng tự mình ra khỏi chuồng được. Chúng lại tìm Tuấn Tú đầu tiên sau khi xuất chuồng. Chuyện này còn đáng nghi hơn nữa, anh phải báo cáo cho Huyết Yêu biết.
có kẻ đang muốn hãm hại hắn và cả nhóm người của hắn đây mà. Có một người giúp anh gặp được Huyết Yêu mà thôi. Chúng ta lập tức đến trường gặp Ngư Lâm. Tuấn Tú gật đầu đồng ý, nhưng Vô Ảnh chợt nhớ ra gì đó. Anh đưa Tuấn Tú đến nhà Huyết Yêu, lục tìm trong kho vũ khí của hắn, lấy mọi thứ có thể giúp được họ. Nào là súng, kiếm, đao và cả cùng tên. Anh đồ rằng họ sẽ cần tới vũ khí nếu giáp mặt với lũ quái vật, vì anh thật sự không biết còn bao nhiêu sinh vật kinh dị ở ngoài kia. Xong xuôi, hai người liền dịch chuyển đến trường. Thủy Vương rốt cuộc đã xuất hiện. Ông ta trông rất vội vã. Ông đến ôm lấy Trúc Chi và ra hiệu cho hai người Tiểu Bạch và Nhất Uy theo mình. Họ đi vào một gian phòng nhỏ. Thủy Vương đặt Trúc Chi nằm xuống. Ông nói: "Vật mà Huyết Yêu muốn đưa cho ta đâu?" Tiểu Bạch đưa ngay chiếc hộp màu vàng cho Thủy Vương. Ông cầm lấy rồi đặt vào một cái chén. Ông cắn một chút máu của mình hòa vào viên đan dược. Ông giả chúng thật nhuyễn rồi cho vào miệng của Trúc Chi. "Ra ngoài đợi một chút." Nhất Uy và Tiểu Bạch ra ngoài chờ đợi. Họ sốt ruột nhìn vào bên trong. Một luồng khí màu bạc phóng ra khỏi cửa, khiến cả hai té nhào ngã xuống đất. Tiếng hét hãi hùng đầy đau đớn của Trúc Chi vang vọng, tạo nên một đợt sóng âm truyền ra bên ngoài. May mà Tiểu Bạch ôm lấy Nhất Uy nằm xuống đất, nếu không cả hai sẽ bị thứ âm thanh đó cắt đứt lìa. Mãi một giờ sau, Thủy Vương mới đi ra ngoài. Ông nói với Tiểu Bạch: "Ta đã làm xong việc cần làm. Con vào tắm rửa thay quần áo cho cháu ngoại của ta nha. Nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ta đã để sẵn quần áo mới trên giường rồi." Nhất Uy rời đi cùng Thủy Vương. Cậu đẩy Tiểu Bạch vào bên trong khi thấy khuôn mặt nó hơi trắng bệch. Chắc nãy giờ nó đang lo lắng cho Trúc Chi. Bây giờ tình hình của cô đã ổn. Chuyện này khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn. Trong lúc đó, Thiên Thanh và Thành Lâm phóng xe máy chạy ra khỏi bệnh viện. Hai anh em chạy như bay. Anh cố tình chạy đường tắt, vì anh sợ nếu mình chạy ngoài đường lộ, hai sinh vật đó có thể gây hại cho người vô tội. Hai sinh vật bóng đêm bay trên đầu hai người. Chúng dí sát móng vuốt trên đầu họ. Một con dùng mỏ mổ trên đầu Thiên Thanh, nhưng anh né được. Với tài lái lách của Thiên Thanh, anh đã tránh được hai cú tấn công khác từ trên cao của chúng. Thành Lâm la làng la xóm, đổ mồ hôi ướt nhẹp. Nó cứ tưởng tượng bị chúng xời tái rồi. Nó hồi hộp ôm chặt cứng Thiên Thanh và rượt đuổi vừa rồi như cảnh hành động trong mấy bộ phim Mỹ. May mà bệnh viện gần trường, hai người chỉ mất 10 phút đã đến nơi. Hai anh em bỏ chiếc xe tại cổng, leo hàng rào vào bên trong. Thành Lâm chạy đến phòng bảo vệ, tay đập cửa liên hồi, miệng thì hét toáng lên: "Bác ơi, cứu tụi con với." Ngư Lâm từ bên trong đi ra, mặt mày vẫn còn nét bơ phờ. Rõ ràng vừa bị hai anh em nhà họ Diệp đánh thức. Bác khó chịu ra mặt. Phải biết rằng bác không thích bị sấp nhỏ làm phiền chút nào, đặc biệt còn là ban đêm như vậy. Nó khiến bác nghĩ ngay đến chuyện tệ hại nào đó sẽ xảy ra. Thành Lâm hình như không quan tâm đến khuôn mặt không được vui của bác bảo vệ. Nó chỉ nói: "Bác nói với con là bác biết giết mấy sinh vật đầu rắn mình chim đi." Ngư Lâm chưa kịp hỏi vì sao hai người lại muốn tiêu diệt đám sinh vật kia, thì chúng đã đứng thù lù trong sân. Chúng khép đôi cánh lại, đứng thẳng bằng tứ chi, mắt nhìn vào thân ảnh của Thành Lâm và Thiên Thanh. Lúc này Thiên Thanh mới thấy đôi mắt lồi màu đen, không có lòng trắng của chúng. Anh kinh hãi té xuống đất. Anh là thám tử, có cảnh tượng nào mà anh chưa từng nhìn thấy. Nhưng thú thật, việc nhìn thấy một sinh vật gớm ghiếc như vậy là lần đầu tiên trong đời. Ngư Lâm đi đến trước mặt chúng. Ông trở nên lo lắng. Những sinh vật này đã bị giam mấy trăm năm rồi, không ai có khả năng thả chúng ra trừ người canh cổng. Mà cái người được giao nhiệm vụ canh chừng đám yêu quái này lại là Huyết Yêu. Hắn lại bị giam trong thiên cung, nhất định không phải hắn đã thả chúng ra. Ngư Lâm ra hiệu cho Thiên Thanh và Thanh Lâm đi vào phòng làm việc của mình. Còn ông trừng mắt nhìn chúng.
tay lôi ra một thanh kiếm mỏng dài, thanh dao long. Hai sinh vật nhận thấy người trước mặt có thần lực mà lại có khả năng giết được chúng. Chúng quay qua nhìn lấy nhau rồi sải cánh bước đi. Người lầm phóng một đống trò xung quanh phòng mình và dặn dò: không được bước ra khỏi vòng tròn nửa bước, bác sẽ quay lại sau khi giết chúng. Dạ. Thanh Lâm chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột nào. Nó kéo tay anh của nó vào bên trong. Thiên Thanh khó hiểu nhìn lấy Thanh Lâm. Rõ ràng thằng em mình biết chuyện gì mà anh không biết. Nó biết đến đây, bác bảo vệ sẽ giúp đỡ hai người. Anh rất muốn biết thân thế của bác bảo vệ. Dường như bác ấy không phải người thường. Anh cũng muốn biết đám sinh vật kia lại là ai. Anh nắm lấy cánh tay của Thanh Lâm rồi mỉm cười gian manh. Anh ghi đầu Thanh Lâm xuống bàn, ép nó nói tất cả những gì mà nó biết. Vô Ảnh và Tuấn Tú vừa đến nơi đã thấy phòng bảo vệ sáng đèn. May quá, Vô Ảnh kéo tay Tuấn Tú chạy vào bên trong. Anh thất vọng tràn trề khi thấy Thiên Thanh và Thanh Lâm ngồi đó. Thanh Lâm vui mừng khi thấy Hiếu Minh đi vào, bên cạnh còn có Tuấn Tú. Nó tưởng hai người biết nó đang gặp nguy hiểm mà đến đây thăm thì có chút cảm động. Nó nhào tới ôm Tuấn Tú một cái rồi quay sang ôm lấy Hiếu Minh. Vô Ảnh bực bội kéo nó ra khỏi người mình. Tuấn Tú hỏi: sao chú mày ở đây? Thanh Lâm xị mặt xuống: em tưởng hai người biết tin em bị tấn công nên đến. Vô Ảnh trầm mặt: mày cũng bị tấn công bởi sinh vật bóng đêm ư? Thanh Lâm gật đầu. Nó nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh thì đoán được Vô Ảnh cũng bị tấn công như nó. Lúc này nó mới bắt đầu lo lắng. Anh đừng có nói với em là tụi mình trở thành mục tiêu của ai đó nhé. Anh e rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm kinh người. Huyết Yêu đã bị giam giữ. Có kẻ muốn nhân cơ hội này hãm hại chúng ta, muốn Huyết Yêu bị đả kích. Vậy anh đến đây tìm bác bảo vệ đúng không? Vô Ảnh gật đầu. Anh trở nên lo sợ cho nhóm Trúc Chi. Nếu họ đã bị tấn công như thế, anh lo rằng nhóm Trúc Chi không thoát khỏi nguy hiểm. Cô không còn khả năng tự bảo vệ mình như Nhất Uy và Tiểu Bạch. Thiên Thanh từ từ tiến lại gần họ. Thanh Lâm đã bổ cập một chút thông tin giật gân hơi mơ hồ, rằng một thế giới khác tồn tại song song với thế giới con người, rằng Nhất Uy là con lai của Kim Quy và một phượng hoàng tinh, rằng Trúc Chi là tiểu ma vương sở hữu thanh kiếm của quỷ nào đó, rằng Huyết Yêu là thần dứ của, là chủ sĩ của cả nhóm, trong đó có cả Thanh Lâm. Và Hiếu Minh thực chất là Vô Ảnh nhập xác. Anh ta là một vị thần tiên tên Hữu Lực. Câu chuyện chỉ toàn tóm tắt nhân vật và anh không kịp hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra ra sao. Anh lần đầu biết đến một thế giới khác linh dị đã đủ sốc rồi. Lại còn biết đám sinh vật này rất có thể gây hại cho con người. Thiên Thanh không kịp hỏi gì đã nghe được tiếng động lớn bên ngoài. Cả nhóm chạy ra ngoài xem. Họ bị bao vây bởi đàn thú dữ khác. Ba người Tuấn Tú, Thiên Thanh và Thanh Lâm không có vũ khí. Điều này quá bất lợi, nên Vô Ảnh ném cho họ số vũ khí vừa lấy được. Vô Ảnh nói to: chúng ta phải chiến đấu với chúng thôi. Mỗi người chọn một thứ mà mình dùng được đi. Hoặc chúng ta giết chúng, hoặc mọi người bên ngoài đều gặp nguy hiểm. Vô Ảnh nói như thế họ chỉ sống trong ngày hôm nay. Những người còn lại nghe mà thấm nhuần từng chữ của anh nói. Họ cũng đồng ý với anh về việc này. Hơn nữa họ đều là trai tráng. Thiên Thanh còn từng là công an hình sự. Lẽ nào Thiên Thanh để những người vô tội gặp nguy hiểm ư? Thiên Thanh chụp lấy khẩu súng trường lên ngắm nghía. Đã từ lâu, anh luôn mong có ngày cầm loại súng này trên tay. Anh giỏi dùng súng, vì thế anh chọn nó. Thanh Lâm chụp lấy nỏ liên châu. Loại nỏ thần bắn được nhiều mũi tên cùng một lúc. Trước đây, Thanh Lâm đã từng sử dụng rồi, nên rất nóng lòng được cầm nó một lần nữa. Tuấn Tú chọn một khẩu súng lục, nhỏ gọn. Anh không giỏi dùng cung tên, không giỏi dùng kiếm thuật. Vì thế, Huyết Yêu đã đào tạo anh tài bắn súng bên cạnh việc chế tạo tháo dược. Anh hy vọng tối nay anh không quá mất mặt trước Thanh Lâm. Vô Ảnh dặn dò: chém đứt đầu
hoặc bắn nát đầu của chúng là được. Cả bốn người bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ mà Ngư Lâm tạo ra. Họ đứng thành một hàng ngang trước mặt lũ quái vật. Nhiệt huyết dâng trào. Như thường lệ, Thanh Lâm là người bắn đầu tiên để bắt đầu cuộc chiến. Chương 281: Thêm dầu vào lửa. Trúc Chi cuối cùng đã tỉnh lại, sắc mặt điềm tĩnh lạ thường. Cô nhìn thấy Tiểu Bạch đang vụng về xếp lại quần áo dính đầy máu của mình. Trên mặt nó vẫn ửng đỏ. Chắc rằng nó vừa khóc xong. Cô thật sự cảm thấy có lỗi khi cô luôn gây rắc rối cho mọi người. Cô đi xuống giường, chạm lên vai Tiểu Bạch và nói: "Mọi người đang ở đâu?" Tiểu Bạch vui mừng. Trong thần sắc tươi tỉnh của cô, nó biết rằng Thủy Vương đã thành công. Cô sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Nó dìu Trúc Chi ra ngoài. Nhất Uy và Thủy Vương cùng nhau đứng dậy. Nhất Uy vui sướng đến độ muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Nếu nó không ngại Thủy Vương đang ở đây, nó vẫy tay chào cô. Trúc Chi cười đáp trả. Cô thoải mái đi đến bên cạnh Nhất Uy. Cô cúi đầu nói với Thủy Vương: "Ông ngoại, lần đầu gặp ông, con lại đem lại toàn rắc rối. Nhất định sau này con sẽ cùng Huyết Yêu đến đây tạ lỗi cùng với ông." Thủy Vương mắt ương ướt, rõ ràng đang vui sướng khi nghe tiếng ông ngoại vừa rồi. Ông chỉ có mỗi Thủy Hà là con gái, nên chưa ai gọi ông là ông ngoại. Vợ của ông mà còn sống, hẳn sẽ rất đỗi hạnh phúc khi biết huyết mạch của Thủy Hà vẫn còn tồn tại. Ông xoa đầu Trúc Chi như cái cách ông hay làm với cháu nội của mình. Tuy nhiên, Thủy Vương không cho rằng mình nên vui lúc này khi tình hình Huyết Yêu không được ổn cho lắm. Ông nói: "Mặc dù ta không tham gia vào chuyện của thiên giới nữa, nhưng ta vẫn có một vài thông tin hữu ích. Huyết Yêu hiện giờ bị giam giữ nghiêm ngặt, không ai vào thăm nó được trừ Thiên Đế và Quý Nhậm, người lãnh trách nhiệm điều tra Huyết Yêu." Trúc Chi hỏi: "Con nghe nói Huyết Yêu bị khép tội phản động chỉ vì có tụi con giúp anh ấy giết Mạnh Quân." "Đúng vậy." Thủy Vương gật đầu, giọng bắt đầu nghiêm túc hẳn. "May mà thân thế của tụi con vẫn chưa bị tên đó biết được. Nếu thiên tử biết Tiểu Ma Vương được Huyết Yêu bảo vệ lâu nay, có 10 cái đầu cũng không thoát tội." Trúc Chi vẫn còn điều nghi ngại. Cô nói tiếp: "Linh lực của con hiện giờ đã khôi phục. Con sợ không có Huyết Yêu ở đây, những người khác có thể phát giác thần khí của con." "Điều đó cũng nằm trong tính toán của thằng nhóc Huyết Yêu đó. Nó biết sẽ có ngày này, vì vậy nó mới cho tụi bay đến đây tìm ông giúp đỡ. Ông đã giúp thần khí và quỷ khí được dung hòa. Không những vậy, sẽ không một ai phát giác ra sức mạnh bên trong người của con." Trúc Chi nghe vậy, lập tức mỉm cười. Cô giơ tay lên cao và gọi Thượng Nguyệt. Thượng Nguyệt xuất hiện bất chợt và rơi vào lòng bàn tay của cô. Thủy Vương suýt chút nữa còn tưởng người đứng trước mặt là Thủy Hà. Khuôn mặt của con bé không giống Thủy Hà chút nào cả, nhưng khí chất và cách gọi Thượng Nguyệt lại giống hệt nhau. Ông xúc động giấu mặt vào lòng bàn tay, không dám bật ra tiếng thút thích. Như vậy Huyết Yêu không hề dối gạt ông. Thằng nhóc ấy đã không màng hiểm nguy mà cứu sống, bảo vệ cháu ngoại của ông đến tận bây giờ. Được giúp đỡ nó, ông không hối hận gì cả. Nếu một ngày Trúc Chi gặp chuyện, Thủy Vương sẽ không dương mắt đứng nhìn. Thủy Vương buồn rầu nói: "Ông rất muốn chúng ta ăn một bữa cơm gia đình thân mật. Khổ nỗi chỉ còn lão già này ở đây, con cháu đã thay nhau đi du ngoạn thiên hạ mất rồi." "Đây không phải là lần gặp cuối mà ngoại, chúng ta nhất định họp mặt trong tương lai. Trước mắt con phải tìm cách cứu Huyết Yêu ra ngoài đã." "Nếu có gì cần ông giúp, cháu cứ thả thứ này vào mặt nước, ông ngoại sẽ đến gặp cháu." Thủy Vương đưa cho Trúc Chi 3 sợi râu của mình. Cô cất gọn vào hộp màu vàng với lời hứa nhất định sẽ làm như vậy.
Cô ôm Thủy Vương vào lòng, tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Ông nhận lấy cái ôm của Trúc Chi, mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa nhận được quà của cha mẹ. Bỗng dưng, ông nhìn thấy nụ cười của Thủy Hà đằng xa xa. Nhìn khẩu hình miệng của con bé như đang muốn cảm ơn ông đã giúp Trúc Chi. Ông chắc đó là ông đang tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng trái tim của ông vẫn ấm áp như những ngày còn thấy nụ cười của con bé. Nhất Uy, Tiểu Bạch cùng Trúc Chi chào tạm biệt Thủy Vương rồi rời đi. Cả bà không biết cái gì bên ngoài kia đang chờ đón họ. Chỉ là họ tin chắc ma cà rồng đã cắn cô đang lộng hành bên ngoài. Điều này không tốt lắm. Họ cần nhanh chóng trở về. Trong buổi chiều cuối tuần trên thiên cung, chúng thần tiên đang căng thẳng lo âu nhìn về phía thiên đế. Quý Nhậm cười nhàn nhạt, đôi mắt chứa vài tia nhảy nhót khó mà che giấu được. Gã đang tưởng tượng khung cảnh xác chết chất thành đống bên dưới hạ giới, cùng khuôn mặt đau khổ muốn chết đi của Huy Yêu. Gia Khánh và Minh Nghĩa thay nhau báo cáo vụ việc ma cà rồng hoành hành dưới hạ giới, khiến nhiều người bị thương. Tất cả đều bắt đầu xôn xao bàn tán. Đương nhiên, họ thừa biết ma cà rồng là một tên khó đánh bại và hậu quả khôn lường mà gã để lại. Gia Khánh tiếp tục nói: Thần cho rằng đang có kẻ lợi dụng huyết yêu bị giam giữ mà thả ma cà rồng ra bên ngoài. Kính mong thiên tử cho phép thần cùng huyết yêu bắt tên này lại. Quý Nhậm siết chặt tay, trong lòng thầm bực bội tên Gia Khánh nhiều chuyện. Gã đâu dễ dàng cho huyết yêu có cơ hội trở mình lần nữa. Gã tiến về phía trước, ra vẻ không đồng tình, nói: Thần phán xét có thể nhận trách nhiệm bắt ma cà rồng, nhưng Huy Yêu đang là tội thần, hắn không thể lộ mặt. Quý Nhậm hướng về phía thiên đế nói lớn: Thiên đế cũng biết chỉ một mình Huy Yêu mới có khả năng thả ma cà rồng ra mà thôi. Ai mà chẳng biết hắn là người canh giữ đông những món đồ bị nguyền rủa lẫn sinh vật bị nguyền rủa đâu. Gia Khánh bật lại: Bẩm thiên tử, huyết yêu có thể là một người kiêu ngạo, lỗ mãng, không xem ai ra gì. Nhưng ai ai cũng biết, đệ ấy không phải một tên giết người không gớm tay. Nếu đệ ấy là một tên ác bá, việc gì đệ ấy phải mạo hiểm tính mạng, giết chết Mạnh Quân, trong khi không ai dám đứng ra lãnh trách nhiệm về mình. Chỉ vì đệ ấy biết tam giới sẽ ra sao nếu Mạnh Quân còn sống. Thiên tử trầm mặc, liếc nhìn đám thần tiên dưới trướng của mình. Ông rơi vào suy tư. Quý Nhậm và Gia Khánh ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Huyết Yêu là người duy nhất có thể thả tên ma cà rồng ngàn năm ra ngoài. Nhưng ông biết hắn cũng không phải là kẻ độc ác đến mức khiến hạ giới lâm nguy. Hắn đáng ghét thật, nhưng hắn không bao giờ làm ra những điều săn bậy gây hại cho người khác. Điểm này thiên đế tin tưởng hoàn toàn Huyết Yêu. Chỉ có điều, ai mới là người thả ma cà rồng ra bên ngoài nếu không giải trừ bùa chú lẫn phong ấn của Huyết Yêu? Quý Nhậm nhận thấy sự phân vân trên mặt thiên đế. Gã không thích phản ứng đó của thiên đế. Gã không thích việc thiên đế sắp cho Huyết Yêu cơ hội chứng minh ma cà rồng không phải hắn thả ra. Vì vậy, gã định không chịu buông tha. Gã nói to: Huyết Yêu có thể là chính nhân quân tử, nhưng không có nghĩa hắn không có âm mưu. Việc hắn bí mật lập quân đội riêng, thần đã điều tra ra được một số tình tiết mới. Thần phát hiện không chỉ một mình ma cà rồng đang làm loạn khắp nơi, mà cách đây vài tháng linh đầm đã được thả ra với mục đích nào đó. Cái gì? Thiên tử đập mạnh bàn tay xuống thành ghế rồng. Ông như muốn phát hỏa. Ai ai cũng biết linh đàm bị phạm tội lớn, không có sự cho phép của thiên tử, không ai được thả gã ra bên ngoài. Quý Nhậm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Gã cao giọng nói: Thần đã ghé qua hang động xem thử. Thần xác nhận việc linh đàm biến mất là sự thật. Huyết Yêu vì sao phải giấu giếm chuyện gã kia vượt ngục nếu không phải do chính hắn thả linh đàm ra ngoài?
Quý Nhậm nói hoàn toàn có lý. Thiên tử trầm giọng: Thần cho rằng. Gia Khánh bước lên một bước, định nói điều gì đó đã bị thiên tử ngăn lại. Thiên đế lạnh lùng: Gia Khánh đừng nói thêm lời nào nữa. Chuyện của huyết yêu ta đã giao cho Quý Nhậm điều tra. Ngươi không cần vì chút tình nghĩa mà bao che cho hắn nữa. Linh đàm là phạm luật trời. Ta đã giam y đến cuối đời trong hồ độc. Y thoát ra ngoài ngần ấy thời gian mà huyết yêu vẫn một mực không báo cho ta. Hắn còn xem thiên tử ta ra gì không? Thanh Trì Minh Nghĩa kéo áo Gia Khánh đi xuống cạnh mình. Gã lắc đầu, không muốn Gia Khánh nói thêm lời nào nữa. Chuyện linh đàm chạy trốn là chuyện lớn, huyết yêu không thể không biết. Vậy thì lý do gì hắn giấu giếm mọi người? Minh Nghĩa không muốn Gia Khánh dính thêm rắc rối nào. Thiên tử ra lệnh cho đám thần tiên lui xuống. Gia Khánh lãnh nhiệm vụ truy tìm ma cà rồng ngàn năm. Minh Nghĩa đi theo y sát nút, rõ là muốn an ủi y một chút. Anh đừng buồn phiền. Em tin thiên tử sẽ không tin nếu không có chứng cớ buộc tội tên đầu đó đó. Gia Khánh không buồn phiền, y chỉ lo lắng, vô cùng lo lắng. Dường như có điều gì đó tệ hại xảy ra. Bắt đầu từ việc huyết yêu bị bắt giam, người hãm hại huyết yêu là ai? Cuối cùng người này có âm mưu gì đây? Quý Nhậm lên kế hoạch gặp riêng thiên đế. Khi chúng thần rời đi trong buổi chầu, chỉ có gã nán lại trong một chút. Gã nhìn thấy thiên tử đang xoa hai bên thái dương của mình. Quý Nhậm nhân cơ hội thiên tử đang nóng giận huyết yêu mà cho hắn thêm một đòn chí mạng. Gã cúi thấp người nói: Bẩm thiên tử, lúc nãy có quá nhiều người nên thần không nói hết được. Thần phát hiện thanh kiếm của quỷ cũng đã biến mất rồi. Nếu huyết yêu lại không bẩm báo chuyện này, không biết hắn có huyền cơ nào không? Điều này đúng là giọt nước làm tràn ly trong lòng thiên đế. Ông tức giận ngút trời. Ông không ngờ huyết yêu giấu giếm nhiều điều như vậy. Thanh kiếm của quỷ là món đồ bị nguyền rủa có sức mạnh kinh người nhất. Người có được thanh kiếm là người điều khiển tất cả sinh vật bóng đêm và trở thành quỷ vương tiếp theo. Hắn giấu giếm chuyện linh đàm trốn thoát, lập đội quân riêng cho mình, lại còn âm thầm giấu thanh kiếm của quỷ làm của riêng. Tất cả mọi tội trạng đều có lý, hắn không thể vô tội. Thiên đế đứng dậy, rời khỏi ghế rồng. Ông đi xuống cạnh Quý Nhậm và quyết định: Ta sẽ phái nhiều thiên binh thiên tướng đi theo phò trợ người. Nhất định phải điều tra ra âm mưu của huyết yêu là gì, ta mới có thể quang minh giết chết hắn. Còn thanh kiếm, ta sẽ bắt hắn đưa lại cho ta. Nếu hắn không đưa, ta sẽ kết tội hắn sau. Người lui ra đi. Quý Nhậm cười thầm và đi ra ngoài. Gã hả hê trong lòng. Gã lợi dụng hiềm khích mà thiên tử đã lo lắng trước đó, dán lên mối nghi ngờ khác lên đầu huyết yêu. Như vậy, vị thiên đế này dĩ nhiên không buông tha cho huyết yêu dễ dàng. Thiên đế nào mà không sợ người khác đoạt ngôi vị của mình, nhất lại là một tên có bản lĩnh. Quỷ Nhậm độn thổ đến nơi của mình. Gã đang đứng trên thảo nguyên xanh ngát hương thơm. Thảo nguyên rộng lớn là thế mà lại xuất hiện ngôi mộ không hề ăn khớp với thiên nhiên đẹp đẽ kia. Nó giống như vết mực trên tờ giấy trắng tinh khôi, không ăn nhập với nhau. Quỷ Nhậm ngồi xổm ngắm nghía bia mộ, hay ngắm nghía cảnh sắc tuyệt đẹp của thảo nguyên mênh mông này, không ai biết được. Chỉ thấy trên môi gã chúng chiếm nụ cười hiếm thấy, khuôn mặt dịu đi rất nhiều. Chương 282 Thiên Thanh Hâm Mộ. Quý Nhậm không giống Mạnh Quân ở chỗ gã sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ sơ hở chuyện mình sẽ làm. Kế hoạch của gã lớn lao hơn rất nhiều. Gã không muốn hồi sinh bất cứ ai, nhưng gã muốn triệu hồi người đó trở lại.
bằng cách tìm một cơ thể hoàn mỹ nhất, sau đó nhét linh hồn người đó vào bên trong cơ thể đó. Đến lúc đó, thiên tử cũng sẽ bị giết hại. Nhưng gã khác mạnh quân, gã sẽ không lật mặt ngay từ đầu. Gã không ngu ngốc đến mức trở thành phản diện bị nhiều người công kích, rồi bị những người khác hợp sức đánh bại. Gã phải có kế sách thông minh hơn. Gã phải trở thành thiên tử mà chúng thần muốn phò trợ. Huyết yêu đã biến thành một tên phản tặc, người mà gã sẽ hãm hại thành hung thủ giết chết thiên tử. Quỷ nhậm lôi một bức họa ra. Gã đặt nó dưới đất, nhìn sâu vào bức họa, hờ hững nói: Minh Nghĩa không hề nói cho ngươi biết mọi chuyện sao, Hoàng Ân? Người trong bức tranh chính là Hoàng Ân, là người trong bức họa mà Minh Nghĩa đã nói chuyện trong đêm đám tang của Tiểu Bạch. Thì ra lão là người của Quý Nhậm. Lão giữ vai trò làm gián điệp của gã. Lão cười hì hì lấy lòng. Ngoài việc biết cơ thể vị thiếu niên thành lâm đó rất hoàn hảo, thì Minh Nghĩa dường như không nói bí mật nào cả. Có lần thuộc hạ nghe hắn nói, hắn phát hiện điều lý thú nhờ ký ức của cậu bé thành lâm đó, nhưng thuộc hạ không dò hỏi được gì cả. Thanh trì Minh Nghĩa quá kín miệng. Quý Nhậm đứng phắt dậy, trong mắt toàn lửa giận. Nếu mà Hoàng Ân đứng bên ngoài, gã đã gông cổ gã lại rồi. Gã hét lớn: Sao ngươi không nói sớm? Ta đã phái đám sinh vật đi giết thằng nhóc ấy rồi. Hoàng Ân phiền não nói ra: Làm sao em biết anh cần thằng nhóc đó chứ? Quý Nhậm nhanh chóng rời đi, bỏ mặc lại bức tranh đang gào thét trong gió. Thằng nhóc ấy có khi là cơ thể hoàn hảo mà gã cần, cũng có thể nó nắm giữ bí mật của huyết yêu. Sao gã không nghĩ ra chứ? Ký ức của họ, những người yếu đuối dễ xâm nhập. Gã sẽ bắt thanh lâm và sẽ khám phá ra bí mật của huyết yêu mà thôi. Quý Nhậm đi được nửa đường đã bị chặn lại bởi một tên áo đen. Y quỳ xuống trước mặt gã, cúi đầu xuống đất và bẩm báo: Thưa chủ nhân, đám quái vật được phái đi toàn bộ đã bị giết sạch. Cái gì? Quý Nhậm chết đứng, nỗi ngạc nhiên bủa vây tâm trí gã. Xem ra gã đã quá coi thường đám người dưới hạ giới. Họ biết cách đánh bại đám quái vật kia mà không hề bị thương gì cả. Quả nhiên, người của huyết yêu không thể là đám người yếu đuối dễ chơi. Có điều, Quý Nhậm muốn lấy mạng chúng, trừ thằng nhóc thành lâm kia. Nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Gã muốn huyết yêu đau khổ, gã muốn hắn trở nên hận thù thiên đế. Như vậy dễ dàng gài bẫy hắn hơn, dễ dàng biến hắn thành hung thủ có động cơ gây án rõ ràng hơn. Gã cười lớn, dùng tay lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi một hơi dài. Từ trong không khí xuất hiện rất nhiều tên mặc áo đen kỳ quái. Tất cả đều bịt kín mặt, đầu đội nón lá màu đen. Đằng sau lưng xuất hiện một làn khí màu đen. Quý Nhậm ném cho chúng những tờ giấy nhỏ ghi rõ danh tính của nhóm Trúc Chi. Gã ra lệnh: Lập tức đi giết chết đám người đó cho ta, dẫn nhiều người càng tốt. Đám con người đó không phải hạng vừa đâu. Quý Nhậm vừa nói xong, chúng biến mất trong làn gió. Nhóm người vô ảnh cũng đã cạn kiệt sức lực. Họ giết chết tất cả sinh vật bóng đêm, không dễ dàng khi làm điều đó. Ai cũng mệt lả. Thiên Thanh còn bị thương một vết dài trên vai do móng vuốt của chúng để lại. Thanh Lâm nằm cạnh Tuấn Tú và thở dốc như muốn đứt hơi. Tất cả đều máu me đầy mình. Họ nhìn lên trời, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và quyết định riêng. Tuấn Tú không quá vô dụng. Anh vừa bắn nát sọ hai con quái vật có kích thước gấp 10 lần anh. Không biết anh nên tự cảm ơn mình hay cảm ơn súng của huyết yêu. Phải biết viên đạn nhỏ nhắn mà uy lực vô cùng, vừa bay ra khỏi súng liền phát huy hết mọi khả năng của nó. Đây là điều một khẩu súng bình thường không thể làm được.
Thành Lâm rung và kích động đến mức nước mắt chảy tùm lum. Nó vui sướng khi được chiến đấu với đám quái vật lần nữa. Đã từ lâu nó không cùng mọi người chiến đấu đã đời như vậy. Trừ cái lần bị Minh Nghĩa nhập hồn, nó chỉ được nghe kể mà chưa từng chứng kiến một chút nào. Thiên Thanh cảm thấy như mình là đấng cứu thế cả nhân loại. Việc anh chiến đấu với đám quái vật cùng đồng đội của mình đã khiến lòng anh vui như mở hội. Anh quyết định sẽ trở thành một thám tử bóng đêm, diệt trừ cái ác và bảo vệ cho nhân loại. Dĩ nhiên, đồng nghĩa với việc anh phải nhập hội với Thành Lâm. Nhóm Trúc Chi vừa trở lại đất liền, Nhật Uy gọi điện ngay cho Thanh Lâm báo tin bình an. Cậu sợ họ đang lo lắng tại bệnh viện. Nó mừng húm gọi họ tập trung tại trường. Thanh Lâm vui mừng thông báo với Vô Ảnh: Nhất Uy với Trúc Chi đang đến đây. Tiện thể, Thanh Lâm vừa kể cho mọi người biết chuyện Trúc Chi bị thương. Vừa nghe xong, Vô Ảnh liền nói: Ma Cà Rồng, Ma Cà Rồng. Thiên Thành ré lên. Anh hết nhìn người này sang nhìn người khác, khiến Tuấn Tú và Thanh Lâm bật cười. Ngày trước, khi biết đến thế giới tâm linh, hai người cũng ngạc nhiên và trông ngốc nghếch y chang Thiên Thanh bây giờ. Vô Ảnh buồn bực ép Thanh Lâm kể mọi chuyện cho Thiên Thanh biết. Anh cũng ép Thiên Thanh giữ bí mật về âm giới, nếu không anh sẽ biến Thiên Thanh thành thằng lằn. Thiên Thanh dĩ nhiên đồng ý hai tay hai chân. Anh hồi hộp nghe Thanh Lâm kể mọi chuyện. Nhóm Trúc Chi nhanh chóng di chuyển về trường. Họ cũng cần gặp Ngư Lâm một chút. Không ngờ ba người lại gặp cả Thiên Thanh và Tuấn Tú ở đây. Tất cả họ đều dính đầy máu. Xác chết của đám quái vật nằm la liệt khắp nơi. Hình như họ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Trúc Chi ném cho Thanh Lâm ánh mắt trách móc. Rõ ràng chuyện Thiên Thanh ở đây sẽ khiến họ bối rối. Và cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây mà Thiên Thanh lại có mặt. Thiên Thanh vẫy tay chào Trúc Chi như thể vừa mới biết nhau lần đầu. Trong mắt chỉ toàn hâm mộ. Trúc Chi khó hiểu nhìn anh, nhưng anh lại chạy đến, nắm lấy tay cô la lên: Tiểu Ma Vương, anh nghe thằng Lâm kể hết rồi. Thiên Thanh cười như thể một fan cuồng được gặp idol của mình. Trong mắt anh toàn hâm mộ cuồng nhiệt. Trúc Chi ném ánh mắt hung tàn sang cho Thanh Lâm. Bộ nó còn muốn kéo anh của nó vào cái nhóm này nữa sao? Trong khi Huyết Yêu đang đối mặt với lời buộc tội tạo phản trên thiên giới, đâu phải là lúc thích hợp cho việc kết nạp thêm thành viên mới? Thanh Lâm đau khổ trả lời: Tụi này bị đám quái vật bám theo, em đâu còn cách nào khác. Ảnh truy hỏi em dữ quá mà. Vô Ảnh cũng khuyên Trúc Chi không nên giận vì chuyện này. Anh cũng kể cho cô nghe chuyện Tuấn Tú suýt bị giết chết. Cô lập tức chạy về phía Tuấn Tú xem xét một chút. Tuấn Tú dịu dàng nói: Anh không sao, anh Thanh mới là người bị thương nặng. Tuấn Tú nói xong, cả đám đồng loạt nhìn Thiên Thanh. Quả thật anh đang bị thương, vết thương chảy máu trông rất kinh. Nhưng Thiên Thanh không thấy đau gì cả. Anh đoán do anh quá đỗi kích động nên quên việc mình đang bị thương. Nhất Uy chụp lấy cánh tay Thiên Thanh, cậu nhỏ máu lên vết thương của anh. Thật thần kỳ, vết thương đã liền lại với nhau. Thanh Lâm thuyết mình giúp Nhất Uy: Nó là Phượng Hoàng, máu của Phượng Hoàng có khả năng trị vết thương. Nhất Uy liếc Thanh Lâm, kiểu như cậu không cần Thanh Lâm giới thiệu về mình. Nhưng Thiên Thanh đâu để ý ánh mắt đó. Anh còn đang bận kinh ngạc kìa. Vết thương không cần đến bệnh viện mà vẫn lành lại một cách thần kỳ. Anh đang từ từ cảm thấy xung quanh mình toàn thân thánh phương nào. Cuối cùng anh chấp nhận sự thật, chấp nhận một thế giới mà anh tưởng chỉ có trong phim có thật. Thiên Thanh bắt đầu ba hoa một hơi dài: Anh nghe kể rồi, Tiểu Ma Vương, thần dữ của, con lai nửa thần nửa Phượng Hoàng và hữu lực, hôn phu của Thủy Hà công chúa. Quá tuyệt vời hen. Hèn chi chúng ta giải quyết nhiều vụ án ly kỳ như vậy. Sau đêm nay anh nhất định lật lại mấy vụ án khó lý giải mới được. Thiên Thanh tay bắt mặt mừng,
với hết người này sang người khác, lúc nào cũng cười như điên như dại với mọi người. Sau cùng, khi anh dừng lại tại chỗ Trúc Chi, anh nói giọng năn nỉ. Anh nghe nói em được cả thanh kiếm xuất hiện từ không khí, đúng không? Nè, biểu diễn cho anh xem với. Vụ anh cáu kỉnh nói, đây không phải là lúc diễn tuồng cho em xem đâu. Chúng ta vừa đánh xong một trận mệt nhớ. Anh... Thiên Thành vẫn chưa quen gọi Hiếu Minh là anh. Anh lắp bắp nói, ý em là mọi người ai cũng đã từng chứng kiến rồi. Em muốn vào đội đương nhiên cũng muốn xem một chút. Chú mày không hiểu rõ tình hình bây giờ đang nguy hiểm thế nào đâu. Sao mà cho chú mày vô nhóm được? Thiên Thành bướng bỉnh, trợn mắt, phông má nói, Tú với thằng Lâm sao vô được mà em lại không? Nè nhé, em là thám tử, võ công đầy mình, lại có tài bắn súng, em có chỗ nào thua hai đứa kia đâu. Vô ảnh bỏ cuộc, không thèm nói thêm gì nữa. Thiên Thành đắc ý cười. Anh cho rằng anh im lặng đồng nghĩa với việc đã đồng ý cho anh tham gia vào nhóm trừ tà này. Trúc Chi bật cười. Lâu rồi cô chưa chứng kiến cảnh tượng khiến cô vui vẻ như vậy. Cô nghĩ tính cách của Thiên Thanh xứng đáng có một chân trong đội hình. Vì vậy cô biểu diễn một màn cho anh xem, coi như đáp ứng nguyện vọng của anh. Cô gọi Thượng Nguyệt thay vì gọi Hắc Ma. Nó xé gió rơi vào bàn tay cô. Thiên Thanh trợn trừng con mắt, hào hứng vỗ tay bốp bốp. Trúc Chi chờ Thiên Thanh bớt bớt hào hứng lại mới trầm giọng nói, đây không phải lúc mình ăn mừng đâu anh. Đúng như thằng Lâm kể thì anh cũng nên biết ông chủ của tụi mình Huyết Yêu đang bị giam rồi. Thiên Thanh tùy ý nói, vậy thì phải tìm kẻ muốn Huyết Yêu gặp chuyện là ai, ai là người được lợi trong chuyện này. Vô ảnh đăm chiêu, đáng tiếc chúng ta vẫn không biết kẻ đó là ai. Tụi này không biết ai mới là người hận Huyết Yêu nhất. Tiểu Bạch lo lắng, không biết lần này kẻ trong bóng tối lại muốn hồi sinh kẻ nguy hiểm nào nữa. Em thấy chị Chi phải bảo quản thanh kiếm cho tốt mới được. Nhất Uy phụ họa, tên này tấn công mọi người đều có chủ đích, hắn chỉ muốn tấn công người của Huyết Yêu mà thôi. Trúc Chi suy tư, Thiên Tử là người nghi ngờ Huyết Yêu đầu tiên, có khi nào người đứng đằng sau chỉ huy ông ta hay không? Ông ta giết chết chúng ta, đến khi đó không còn ai đối chứng nữa, Huyết Yêu sẽ bị kết tội. Vô Ảnh gật đầu, em nói cũng có lý, nhưng Thiên Tử mắc gì lại muốn hãm hại Huyết Yêu đây? Huyết Yêu chỉ là thần giữ của, còn làm việc dưới trướng ông ta. Anh không nghĩ ra được nguyên do là gì.